Trong phần tin Việt Nam hôm nay, chúng tôi sẽ dành nhiều thời giờ để điểm qua không khí đón giao thừa Tết Dương lịch tại một số thành phố lớn tại Việt Nam mà báo chí trong nước nói hàng triệu người đã đổ ra đường vào đêm cuối của năm 2013. Khắp các tỉnh thành, người dân hân hoan trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Và trước hết là tại thành phố Sài Gòn, ngay từ đầu buổi tối, các tuyến đường trung tâm thành phố như Hàm Nghi, Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thị Minh Khai, Đại lộ Đông Tây, cầu Carmet tấp nập người. Đặc biệt từ khoảng 21 giờ, cảnh kẹt xe bắt đầu diễn ra khi hàng ngàn người cố tìm cho mình chỗ đứng để dõi theo những màn pháo hoa tầm cao được bắt tại đầu đường hầm, chui qua sông Sài Gòn phía bờ quận 2. Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại, máy chụp hình chụp lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2013. Khu vực bến cảng Bạch Đằng, quận 1 thu hút hàng ngàn người dân thành phố chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm cao phía bờ quận 2 của hầm chui sông Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, tại Hà Nội, đầu buổi tối, dòng người từ các ngã đường đã đổ về nhà hát lớn tại Hà Nội xem các tiết mục văn nghệ và màn trình diễn ánh sáng vô cùng hấp dẫn để chờ thời khắc giao thừa bước sang năm 2014 với nhiều hy vọng mới. Số lượng người xem quá đông đã tạo ra một biển người quanh sân khấu của nhà hát. Chương trình văn nghệ đặc biệt mang tên Đếm ngược chào năm mới 2014 là nơi để hàng vạn người dân cùng chia sẻ những giây phút đặc biệt bên cạnh người thân, bạn bè để chia tay năm cũ, chào đón năm mới. Tết Dương lịch, chính quyền Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa. Nhiều bạn trẻ vẫn chọn Hồ Gươm, các tuyến vô trung tâm để trải nghiệm phút giây chuyển giao năm mới với sự hân hoan và tràn ngập hy vọng. Kính thưa quý vị, và tại Huế, hàng ngàn du khách đã tập trung về khu phố Tây Huế tối ngày 31 tháng 12 vừa qua để đón giao thừa. Tập trung nhiều khách nhất vẫn là con đường Phạm Ngũ Lão, tiếp đến là Chu Văn An và Võ Thị Sáu. Các quán bar Tây như DMZ, Why Not, Brown Eyes chật kín du khách, chủ yếu là khách Tây. Tiếng nhạc rộn rã hòa cùng các trò chơi vui nhộn do quán tổ chức đã khiến cho thời gian như trôi nhanh về khoảnh khắc năm cũ sang năm mới. Đúng 12 giờ đêm, ca khúc Happy New Year vang lên đầy rung cảm với giọng hát của nhóm ABBA Bất Hủ. Mọi du khách người dân Huế ở phố Tây cùng hát vang chung nhịp. Nhiều nụ hôn vòng tay ôm siết, ánh mắt rạng ngời, tiếng cụng ly cùng lời chúc bằng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau giữa những vị khách từ hàng chục quốc gia khác nhau. Cuộc vui dài đến sáng, niềm vui tràn ngập trên con đường, ở quán và trong trái tim của mỗi du khách Tây chơi Tết tại cố đô Huế tràn đầy tình cảm nồng hậu. Và kính thưa quý vị, tại Đà Nẵng, lễ hội chào đón năm mới với chủ đề Tôi yêu Đà Nẵng lần thứ hai tại quảng trường 29 tháng 3 đã thu hút hàng vạn người dân thành phố này cùng tham gia. Cả quảng trường rộng lớn dường như không còn chỗ để chen chân, nhiều ca sĩ nổi tiếng đã cùng tham dự chương trình. Khi MC dẫn chương trình cùng đếm từ giây thứ 10 đến giây cuối cùng của năm cũ, thời khắc giao thừa đã đến, hàng vạn người dân đã cùng vỗ tay để reo hò đón mừng năm mới. Và kính thưa quý vị, tại phố cổ Hội An, Quảng Nam, sau những giây đếm ngược cuối cùng của năm 2013, pháo hoa rực rỡ thắp sáng biểu tượng năm mới năm 2014. Suốt các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Lê Lợi xung quanh sân khấu của lễ hội chào mừng năm mới, pháo hoa từ trên những mái nhà rủ ánh sáng xuống lòng người đang hân hoan niềm hy vọng mọi điều được tốt đẹp trước thềm năm mới. Hàng vạn người dân và du khách đã hòa mình trong không khí lễ hội rộn ràng, khiêu vũ cùng nhau và gửi đến nhau lời chúc mừng năm mới. Lễ hội hóa trang rộn ràng trên sân khấu chính được thiết kế ngay trên đường phố lộng lẫy sắc đèn lồng. Những màn trình diễn hòa tấu, hát các ca khúc Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là màn trình diễn thời trang của các nhà may nổi tiếng ở Hội An cũng đem lại cho người dân và du khách những trải nghiệm đáng nhớ trong đêm giao thừa Tết Dương lịch năm 2014.